À, xin giới thiệu đến các bạn cái mẫu bánh xe 205 trên 50 trừ 10. Cái mẫu này thì có đường kính là 46 cm. Đó, đường kính 46. Đây. Và có cái bản rộng của nó là 18-20 cm. Cái này thì có cái tải trọng của nó là 600-675 lbs này, tương đương với khoảng 310 kg trên một bánh nhé. Cái tim ốc này là chéo 10 này, và đo vuông 7 này. Cái lỗ tâm này là lỗ 70 này. Cái mẫu bánh xe này thì nó phù hợp cho rất nhiều loại cầu. Từ những cái cầu phanh cơ mà có tâm vuông 180 ấy đều dùng được. Và những cái cầu dùng phanh đĩa cũng có thể lắp được vào trong cái cầu này. Thì mình sẽ đo cái lòng bên trong của cái bánh cho các bạn có thể tự hình dung ra nhé. Cái lòng trong của nó là 19 cm các bạn nhé. Đấy, 19 cm, thì tất cả những cái dòng cầu mà tâm bua 180 thì đều có thể lắp được. Tâm bua phanh ấy, có nghĩa là cái phanh má 180 là đều có thể dùng được cho cái dòng cầu này. Và một số cái dòng cầu phanh đĩa ấy cũng có thể lắp được. Đấy, thì chi tiết tổng quan của nó là đường kính là 46, bản rộng là 20 cm, tải trọng là 310 kg. Đây, tải trọng tính theo đơn vị lbs này. Đấy, mắc loát 675 lbs, nó tương đương với 307 kg trên một bánh, rất là khỏe. Đấy, bánh này là dòng bánh có thể dùng cho xe sân golf, xe du lịch cũng vừa, mà chế xe 4 bánh cũng rất là đẹp, giá cả nó cũng tương đối mềm thôi. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình đăng video mới lên.